Rồi em xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay ngày 21 tháng 7, tiếp tục em lại giới thiệu các bác một số sản phẩm mới nhé. Ngày hôm nay thì hôm nay có rất nhiều dàn VIP. Rồi đặc biệt hôm nay có đẩy rộng xung các bác nhé. Hôm nay chỉ có 4 cái, 3 model 4 cái. Dòng này rất hot đây. Bác nào có nhanh tay thì em chỉ có 4 cái thôi. Rồi bên này có một cái lọc nhá, lọc này là D5500, bữa trước em có D5 thì em bán nhìn hết rồi, còn D5500 nhá. Rồi, dàn này, hôm nay có dàn là Kenwood VIP này. Có cả loa mà gỗ S3 này các bác nhá. Đây có âm ly, có sút điện. Rồi em sẽ đi chi tiết từng món một các bác nhá để báo giá các bác nhá. Rồi đầu tiên là số 1, đây là bộ dàn JBC S3. Thì dòng S3 này nó có cả cái màu chocolate, những cái màu cái loại này thì nhiều màu lắm, có cả màu trắng này, màu hồng và cái màu này, cái màu hơi hơi nâu nâu kiểu này. Cái này là hàng bãi về các bác nhá, hàng bãi về chứ không phải hàng đấu giá đâu, hàng bãi. Thì cơ bản còn tương đối đẹp, loa thì loa cũng đẹp hết này, màng gỗ độc quyền của hãng rồi, CD đọc tốt, USB ok nhá, có cả cắm ổ cắm 3.5 phía trước nhé. Tiếng hay lắm, dòng này tiếng hay lắm. CD đây. Có USB, chạy USB tốt luôn nhá. Phía sau này, dòng này là dòng S3 nhá, chứ không phải S1. Có S3, S1, S2, S3, rồi S5. Mặt này mặt trắng này, độc quyền hãng nhá. Dòng này VIP rồi. Mặt này đẹp. Dàn này hôm nay em bán với giá 3,2 triệu các nhá. Thường cái dòng này em bán khoảng 3,5 triệu á. Nhưng mà đây là hàng bãi cho nên em bán 3,2 triệu nhá. Bãi thì còn tương đối là ok các nhá. Ở phía trên này nó có hơi bạc bạc màu lại tí này dàn này. Thế thôi, còn loa liếc thì còn ok. Tuyến loa đẹp á. 3,2 triệu cho bộ dàn S3 này các nhá. Loa màng gỗ độc quyền của hãng JBC luôn. Gỗ anh đào tẩm liệu sao kê đấy. Rồi sang tiếp theo số 2 là một cái bộ lâu mới có nhá, lâu mới lại về, bộ K701. Loa zin theo dàn luôn. Loa 80W một thùng lận nhá. K701 thì các bác biết rồi, dòng này nó giải mã tới 28 pit. Dưới liếc các thứ thùng loa liếc còn đẹp nhá. Đây quay phía sau này, chạm loa chạm bắp chuối luôn, chạm bắp chuối đồng chạm đồng luôn các bác nhá. Đây này, còn đẹp hết, loa chất cực kỳ, loa 80W một thùng này. Đây có cổng quang in để các bác giải mã nhé, giải mã ra âm ly khác đấy. Đặc biệt dòng này nó có cả cổng phono luôn. Rồi K700. Đây quay xa các bác coi này, loa liếc đẹp cùng ở vân gỗ nhé. Chất kỳ, lâu lắm mới lại có một bộ như này nhé. Này em tính có lại có một bộ ca. Cái này là K700, loa 701 là đúng loa của nó nhé các bạn nhé. Cái này thì dễ lắm, chỉnh bát chép trên máy luôn này. Bấm này, bát, ép bát này. Chép này, đó, rất là dễ luôn. CD đọc tốt, giải mã ok luôn. Thank you.
Rồi bộ dàn số 2 này K700 nhá. Đẹp, chạy giải mã, cổng quang tốt, đèn đuốc sáng nhá. Mặt phay nhôm. Giá 2,8 triệu cho bộ này nhá. 2,8 triệu ạ. Nếu bác nào mua cục, mua loa riêng cũng được các bác nhá. Bác nào cũng thích mua thì em báo giá cho. Rồi sang bộ dàn số 3. Bộ dàn số 3 là bộ K521 các bác nhá. Bữa trước thì em có bán K521 mấy bộ liền, nhưng mà hôm nay thì bộ này là bộ hàng bãi, nhưng mà nó rất là đẹp luôn, đẹp như hàng đấu giá các bác nhá. Đây bộ này hàng bãi này. CD đọc tốt này. USB chạy tốt, hiện tại đang chạy với USB này. Bát lực lắm, đá lắm. Chẳng bước theo cái bộ này thì em sẽ tặng các bác một cái khiển học thôi nhá, tại vì em có khiển này. Đây. USB phía sau này, loa này. Bộ này hay cái là có cả cổng cổng giải mã luôn nhá. Đây cổng giải mã, cổng quang in-out đầy đủ nhá, có giải mã chạm bắp chuối, là đây là dòng cao cấp nhá, có USB luôn, làm đầu phát CD này, làm đầu phát đầu phát CD, làm bầu phát USB được nhá. Vừa làm giải mã luôn, chuẩn 24 bit các bác nhá. Đấy, màu vàng đẹp, lưới đầy đủ, lưới đẹp luôn các bác nhá. Rồi bộ này em bán với giá 2,6 triệu. Bữa trước em bán cái bộ mấy bộ kia 2,8 triệu nhưng hôm nay bán 2,6 triệu đó. Nó là hàng bãi nhưng mà nó cũng còn đẹp thôi nhá. Cũng có một khiển học cho bác luôn nhá. Số 3 2,6 triệu. Rồi sang số 4. Số 4 đây là một bộ dàn rất là hiếm, lâu mới có về nhá các bác nhá. Đây là HD7, loa HD9. Đây là phiên bản loa này nâng cấp nhá. Cho nên là nó là cặp loa chất cực kỳ luôn. Tiếng rất là hay. CD đọc tốt nhá. Con này giải mã hay lắm, mặt phay đẹp. Chạy giải mã chuẩn 24 bit, nó ghi hẳn đây này. Đó. Loa này, loa bass này 14, bass 14, 15 này, to lắm nhá, loa to. Loa này 100W một. Con này chỉnh bắt chép trên máy luôn được này. Đây, vặn này. Đang bấm vào đây này các bác ơi. Tôn. Xét cái là đây, bass này. Trên này, cái này chép. Tỉnh bắt chất trên máy luôn, mặt mũi đẹp nha, loa chất cực kỳ, loa này các bác nhìn khủng không? Để em quay về sau các bác nhìn thấy cái cục này chất cỡ nào nha. Tiếng hay, lưới lướt đẹp hết nhá. Đây là HD9, cặp loa HD9 nha. Chạm này, các bác nhìn chạm biết rồi. Loa này tới 100W một thùng lận nhá, 6 ohm. Đây các bác nhìn cái cục này chất không? Màu vàng đồng hết nha, đồng hết. Đấy, có quảng quang in-out đầy đủ luôn, giải mã luôn nhá. Đấy, mặt sau đồng hết này. Chuẩn 24 bit đấy, loa đẹp xuất sắc này, đẹp như mới loạt loa này. Rồi nguyên bộ này á, nguyên bộ này các bác nào có nhu cầu mua nguyên bộ này 2,8 triệu. Đấy, cũng bảo bộ trên kia thôi. Nếu bác nào mua rời thì cũng bán nhá. Đó là mua rời em cũng bán. Mua gì bán đó. Mua rời em cũng bán luôn. 2,8 triệu bộ số 4 nhá. Rồi sang bộ răng cái món số 5 là cái cặp súp. Súp này hôm qua có đăng lên rồi. Cặp súp này thì có bác kia chốt mà không lấy chuyển khoản. Hôm nay em lại đăng lại coi nhá. Đây là súp A250. Súp này thì thường em hay bán. Nó thật trong dòng súp 320 thì hiếm có con nào đánh lực hơn con này nhá. Đây là một dòng cao cấp. Bát tuy rằng bát 20 nhưng mà nó có màng, cái màng là một ke ra này, màng cao cấp các bạn nhìn này. Còn rất là đẹp luôn ạ. Cao to nhá, lưới đủ này, phía sau có cắt phân tần các kiểu luôn này, đầy đủ luôn, loa còn đẹp. Cái súp đẹp, súp đánh bát lực lắm. Này. Hỗ trợ nghe nhạc hát karaoke được nha các bạn nhá. Rất là to luôn. Cái bát này đánh lực đó. Đánh nó là dòng cao cấp mà. Thường các bác nhìn thấy bát màu đen thôi. Nhưng dòng này là dòng màng Kera, màng đầy mới các bác nhá. Rồi có súp A250, Onkyo A250 nhá, số 5, giá 3,2 triệu các bác nhá. Cái con này giá 3,2 triệu là cực kỳ tốt. Em thấy bát nó đánh cực kỳ hay luôn nhá. Trong dòng tầm giá bát 20 em thấy con này là đánh lực nhất luôn.
Rồi sang số 6, đây là một cái súp súp hơi và một cái cặp loa tay. Tóm lại là cái này bác về chơi cái âm ly 2.1 rồi nhá, một cái súp hơi H20 2018 rồi đấy. Và đây cũng là màng Kela mà cao cấp các bác nhá. Loa này thì trên này nó bị chầy một tí này, thùng kiểu gỗ lạng luôn, chầy tí thôi. Đây là V20 HD các bác nhá. Đây là trong cái bộ dàn cao cấp ấy, bộ dàn đắt tiền ấy. Một cái súp hơi và hai tay loa tay nhỏ nhá, hai loa tay, loa này loa nó cũng to, dòng lớn rồi các bác nhá. Ba món này em bán 1.3 các bác nhá, 1.3. Cho các bác nào về gắn mà, đây là súp hơi các bác nhá. Và hai loa tay. Bác nào có âm ly 20 HD. Rồi tiếp sang số 7, đây là một cái cục thớt size đại các bác nhá. Đây là cục thước thay sai đại, có 4 thớt. Thì dưới này cái cassette nhé, cassette. Em cắm vào từ nó chạy này, không biết là trong này nó có chạy không. Cái cassette này thì em cũng test, em chỉ test đúng cái âm ly thôi nhé. Đây là cái CD này nó cũng bị kẹt cơ này. Em chỉ bán đúng cái âm ly thôi. Cái âm ly rất là hay các bác nhé. Cái âm ly là có cả lót led luôn, chạy tốt nhé, chỉnh bát chất ban lăng đầy đủ, Technic X700. Đó, phía sau này test loa liếc ok rồi nhé các bác nhá. Con này nó có con này đầy cổ cho nên nó đánh như cặp loa cổ rất là hay luôn các bác nhá. Đây có chỉnh ba lăng, ba chép rồi, đặc biệt là có cả lon led luôn. Đó. Rồi giá 1,4 triệu cho 4 cái thớt này, các bác nào đánh loa bát 25 trở về đánh thoải mái luôn các bác nhá. Rồi sang số 7, rồi sang số 8. Số 8 các bác nhá. Số 8 này, đây là một cái phía trên này không lau chùi kỹ lắm, đây là keo không. Số 8 là con lọc Equalizer dòng D5500. Đấy, dòng này size 36 nhá, bác nào muốn to bằng size đó thì kiếm hai miếng gỗ dán hai bên là tầm là mã gỗ luôn. Đèn nước đẹp chạy tốt nhá, dòng này tiếng rất là hay luôn. Bữa trước em có bán D5 thì bán hết rồi, hôm nay có con D6 D5500 xin lỗi. Rồi đèn nước chuẩn chỉnh luôn nhá, chạy tốt luôn. Phía sau này em có cắm vào đây nhá, còn đẹp. Dòng này thì lúc nào nó cũng đẹp rồi, nó có cái gì đâu, tiếng rất là hay, bao hay các bác nhá, mặt mũi đẹp xuất sắc luôn. Rồi giá 1.9 các bác nhá, 1.9, tiếng hay cực kỳ. Rồi sang số 9 đến số 8, số 9 nhé. Đây là cục rong sung AB80 các bác nhá. Đầu này AB80. Đấy, 80 chỉ có con thôi. Đây. Con rong sung này tiếng rất hay và con này cái là cái dòng cao cấp của hãng nhá. Các bác nhìn thấy cái tăng phô thì biết rồi, em cũng bán nhiều mà bán sẽ giới thiệu có thêm. Tăng phô con này chạy rất là HD. Cái dòng này chạy hai cặp loa boss 3L1C2 đánh ngon lành nhá. Mà đặc biệt nó chơi được những loa châu Âu, loa cột rất là hay nhá, nó như cả âm ly cái đẩy hay en ấy, đánh trực tiếp cũng rất là hay nhá. Bởi vì trước em bán rất là nhiều rồi. Và cũng rất nhiều bác hỏi. Mà nhiều bác bảo là trước bán mua không kịp ấy, bảo là em tiêu số như vừa rồi em có thay đổi đội điện thoại cho nên em không nhớ số nữa nhá. Nếu bác nào mà thấy em lên video này thì nhanh tay thì còn không thì thông cảm em nhá. Đó, AP80. Đó. Đây. Cái này công suất ra loa rất là lớn các bác nhá. Công suất ra loa 4 ohm của nó tới 140W kênh nhá. Nó ngang mấy con 707 của Sasui. Ngang con đó, hơn con đó luôn nhá. Tại các bác nhìn thấy là công suất ra loa mới là quan trọng các nhá. Đây con này sản xuất Nhật Bản luôn ạ. Và nó đánh từ 4 đến 16 ohm. Đấy. Đây cái con này thì cổng đầu tiên của nó là cổng này này, cổng vào này. Đánh 46 ohm, đánh hai cặp loa boss hay là các bác chơi những cặp loa karaoke bát 25 trở về hàng bãi thì chơi thoải mái luôn. Và con này đánh loa boss rất là hay các nhá. AP80, hôm nay về được mấy con thì nó test được 4 con chạy, còn có mấy con hư. Tí bác nào mua hư em bán cho. Về mà sửa, bởi vì bên em cũng test chạy bán. Đây, nội thất còn đẹp nha, các bác nhìn thân phô biết rồi, cao cấp rồi. Rất là cao cấp rồi.
Hàng này về thì dĩ nhiên nó con như mặt thế này là đẹp lắm nhá, nhá. Nhưng bình thường nó rồi 2,4 triệu số 9 nhá, AP80 2,4 triệu. Rồi sang số 10 và số 11 là hai con này giống nhau nhá, hai con là AP200X thì tất cả những công suất nội thất thì nó tương đối là giống nhau không nhá. Tương đối là giống nhau, chạy Class D. Chạy 4 xo phép Class D các bác nhá, đánh rất là khỏe luôn. Đánh cặp loa bát 30 ngon lành luôn các bác nhá. Trước đây em trước đây thì em có ghép với cặp loa 2 bát 25 của JBL. Cặp loa đấy rất nhiều âm đi đánh không nổi nhưng đánh thoải mái, con đánh thoải mái luôn. Có hai con nhá các bác nhá. Hai con thì em sẽ chia giá ra, bởi vì cái con đầu trên này này nó bên dưới nó bị vỡ tí. Đấy, vỡ tí. Nó bị ấy cái đó, bị ấy cái miếng này đấy, nhưng mà không ảnh hưởng các nhá. Mặt còn đẹp, tất cả nội thất chạy tốt luôn các nhá. Mặt này mặt gương đây, nội thất để đẹp như mới rồi. Đó, đánh từ 4-16 ohm thôi nhá. Cái này thì em gạt qua đây rồi, thì các bác cắm vào đây nhá, cắm cổng này các nhá, cắm vào cổng này nhá, cổng này cổng ra này. Đấy, đánh hai cặp loa liền lúc được nhá, 200x. Rồi cái con trên nó bị lủng một tí ở dưới á, ở dưới góc ở dưới dưới này này, nhìn thì không thấy đâu, sờ thôi mới thấy các nhá. Con trên này là 2,2 triệu, số 10 2,2 triệu. Rồi sang số 11, số 11 là 2,4 triệu các nhá. Đó, hai con như vậy nhá, hai mặt mũi còn tương đối đầy, nội thất thì đẹp như mới không nói nhiều nhá. Số 10 2,2 triệu, số 11 2,4 triệu. Rồi sang số 12, số 12 là con AP300, mấy con này nó giống nhau thôi cả thôi các bác nhé. AP300 con này cũng bị nứt một xíu ở đây này, xíu thôi, không ảnh hưởng đâu nhé. Em nắn lại cái đầu kia, không ảnh hưởng lắm. Nội thất đẹp, con này AP300 các bác nhé. Đây, cái này là em gạt cái này qua là hẳn đây thì các bác cắm ở đây nhé, cổng này cổng ra này, cổng này đánh thẳng luôn đấy. AP300 dòng như kiểu là high end luôn. Con này giá xuất xưởng nó tới 100.000 yên các bác nhá, nó còn đắt tiền hơn mấy con âm ly lớn, 100.000 yên, xuất xưởng 100.000 yên, đó là đọc kỹ số số. Rồi con này này em cũng bán 2,4 triệu nhá, 2,4 triệu, con này AP300 2,4 triệu. Tại vì cái dòng này nó ít về lắm, mà rất nhiều bác hỏi. Thứ nhất, thứ hai về nó hay bị hư, nó hay bị vận chuyển hay bị bẻ lắm nhá. Đấy, em đang có 3 con này. Đây, em đang 3 con, hôm nay cũng về theo lô này luôn. 3 con này lên nguồn mà không đóng le. Bác nào thích em để 3 triệu luôn, 3 con 3 triệu. 2 con AP80 và 1 con AP70 nhá. Nội thất giống hệt nhau những con này. Đây, bác nào mua. Đây là những cái vết bẩn dơ thôi nhá. Đây là keo này, bằng keo hết nhá. Đây là keo này. Đây là chảy xíu. 3 con 3 triệu. Có nguồn nhưng không đóng le. Đấy. Con nào về xử lý nhá. Tất cả nội thất ok hết nhá. 3 triệu 3 con đấy. Rồi sang số 13. Số 13 một con âm ly này bên trước em có đăng lên rồi. Ôi ông kia ông chốt mà không biết ông bị sao, chốt đã rồi mà ông cũng già già rồi. Xong gọi điện không nghe máy. Tại vì cũng có nhiều bác hỏi nhưng mà chốt người nào thì phải để cho người đó, cho nên nó rất là ngại. Rồi con âm ly này là size 36. Con âm ly Sansui 700VI. Con này thì bữa trước em có ghép với cặp loa bát 30 đánh thoải mái luôn không nha. Có lon led luôn, có chỉnh bát chấp lăng luôn. Dòng này đánh hò 2 vít luôn nha. Đây là con xo 2 vít nằm đây này. Rồi thất đẹp nha. Chạy, có chạy cổng quang không nha. Trực tiếp cổng quang thì TV đầy mấy xuống nha. Con âm ly này quẩy lắm. Dòng Sansui. Rồi cái này 1,4 triệu các bác nhá. Đây là cổng quang này, các bác về cắm trực tiếp cổng quang vào đây xài luôn. Mà nó có thể làm đáp được các bác nhá. Có làm đáp cho âm ly khác được luôn. Rồi 1,4 triệu xin lỗi. Rồi sang số 14 là cặp loa Sony lưới đây. Sony bass khoảng 14 các bác nhá. Cặp loa còn tương đối ok. Rồi phía sau này. Cái này nó hơi nứt tí này, hơi nứt dọc cái dòng này. Để mai xử lý lại tí, còn lại nhìn quay xa thì vẫn đẹp thôi. 50W thùng 6 ohm, rồi cặp loa này em bán 600.000 các bác nhá.
Rồi vừa rồi giới thiệu các bác một số sản phẩm mới đấy, bác nào có nhu cầu alo cho em nhá. Em có báo giá cụ thể đấy. Đấy, bác nào muốn mua hàng mà về xử lý thì chơi này. Đó. Nếu mà sửa được một con là có giá 2,4 triệu rồi. Bên em thì em không sửa, còn bán lái không. Này con đăng lên đây cho bác nào mua, bác nào lái mua nhé. Rồi bác nào có nhu cầu thì alo cho em nhé. Bên em có cọc sẽ đi hàng, cọc bên mua phải chịu ship, chuyển khoản hết, bao ship toàn quốc bác nhé. Cái dòng song dòng sung này bác nào mà có nhu cầu thật sự mua thì mua nhanh nhé. Cái dòng này rất nhiều bác thích, bởi vì nó rất là hay nhé. Giá xuất xưởng tới 100.000 yên ạ nhé. Rồi cảm ơn tất cả các bác nhé. Bác nào có nhu cầu alo cho em, số điện thoại của em là 0985543279, cũng là số Zalo luôn không nhé. Rồi chào tất cả các bác.